Chào các bạn, mình là Việt đây. Hôm nay mình sẽ cho các bạn công thức giải cạnh ở trong First Block. Có thể là nó sẽ không bao quát hết tất cả các công thức của First Block, nó chỉ giới hạn trong trường hợp này thôi. Nhưng mà video này á, thì nó sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều cách giải của khối 1 × 2 × 2 khi mới bắt đầu làm First Block. Công thức giải cạnh First Block nó sẽ dùng để tạo khối 1 × 2 × 2 như thế này. Và đôi khi các bạn cũng sẽ dùng để làm công thức này. Có nghĩa là cái chỗ này nó có sẵn được một viên góc ở đây, các bạn chỉ việc ghép viên cặp qua đây thôi thì nó sẽ hình thành được một cặp FHL như thế này, hoặc là một cặp của First Block. Ôi, quen mồm nói FHL. Khi mà các bạn scramble thì các bạn có thể bắt gặp được trường hợp như thế này. Nếu như các bạn thấy như thế này thì các bạn có thể áp dụng theo kiểu là ghép cặp rồi sau đó là tạo khối 1 × 2 × 2. Tại vì ở đây á, phần tâm đưa vô rất là dễ, nhưng mà nó bị thiếu một cái viên cạnh ở đây. Thì thay vì là mình đưa tâm như thế này thì mình có thể là mình ghép hẳn luôn cạnh vô đây để đưa vào. Thì cái này nó cũng khá là nâng cao. Nếu như các bạn không quen á thì các bạn có thể đưa phần tâm vô trước rồi sau đó áp dụng công thức ghép cạnh vào thì nó sẽ hình thành được khối 1 × 2 × 2. Thì ở trong video này mình chỉ chia ra làm hai loại là cạnh cùng màu tâm FB và cạnh soi màu tâm FB. FB là First Block đó. Thì cạnh cùng màu tâm và cạnh soi lên màu tâm thì nó là như thế nào? Ở đây là mình đang chọn mặt bên trái nó là màu lục. Những vị trí như là 4 vị trí ở mặt U này, 2 vị trí ở mặt F này, 3 vị trí ở mặt D và 2 vị trí ở mặt B này. Những vị trí mà mình vừa nói á, nếu như mà nó có màu lục thì đó là cùng màu tâm FB. Nếu như nó không có màu lục thì đó là soi lên màu tâm FB. Ví dụ như đây đi, thì mình làm là màu lục, màu cam. Những cái vị trí mà mình nói hồi nãy á, nó có màu lục thì mình gọi là cùng màu tâm FB. Còn nó có màu cam á, thì mình gọi là soi lên màu tâm FB. Ví dụ như này đi, là soi lên màu tâm FB này. Đó, thì kiểu như vậy. Đầu tiên là công thức cạnh đằng trước. Cạnh cùng màu tâm FB. Cạnh nằm ở vị trí UL. Cạnh nằm ở vị trí UB. Cạnh nằm ở vị trí UR. Cạnh nằm ở vị trí UF. Cạnh nằm ở vị trí FR. Cạnh nằm ở vị trí DR. Cạnh nằm ở vị trí BR. Cạnh nằm ở vị trí DF. Cạnh nằm ở vị trí DB. Cạnh nằm ở vị trí BL. Cạnh nằm ở vị trí FL. Cạnh soi le màu tâm FB. Cạnh nằm ở vị trí UL. Cạnh nằm ở vị trí UB. Cạnh nằm ở vị trí UR. Cạnh nằm ở vị trí UF. Cạnh nằm ở vị trí FR. Cạnh nằm ở vị trí DR. Cạnh nằm ở vị trí BR. Cạnh nằm ở vị trí DF. Cạnh nằm ở vị trí DB. Cạnh nằm ở vị trí BL. Còn vị trí FL thì nó đúng rồi thì thôi không làm nữa. Công thức của cạnh đằng sau.
cạnh cùng màu tâm FB. Cạnh nằm ở vị trí UL. Cạnh nằm ở vị trí UB. Cạnh nằm ở vị trí UR. Ở đây thì mình sẽ dùng tầng E nha. Hơi ngoài lệ một xíu. Nếu như các bạn không quen thì có thể như thế này. Cạnh ở vị trí UF. Cạnh ở vị trí FR. Cạnh ở vị trí DR. Cạnh ở vị trí BR. Cạnh ở vị trí DF. Cạnh ở vị trí DB. Cạnh ở vị trí BL. Cạnh ở vị trí FL. Cạnh sau len màu tâm FB. Cạnh ở vị trí UL. Cạnh ở vị trí UB. Cạnh ở vị trí UR. Cạnh ở vị trí UF. Cạnh ở vị trí FR. Cạnh ở vị trí DR. Cạnh ở vị trí BR. Cạnh ở vị trí DF. Cạnh ở vị trí DB. Cạnh ở vị trí BL, đúng rồi thì thôi. Cạnh ở vị trí FL. Về trên đây là tất cả công thức giải cạnh của First Block, cả cạnh đằng trước và cạnh đằng sau. Thì mình nhắc lại, cái mục đích chính của bộ công thức này á, là nó sẽ giúp cho các bạn tạo khối 1x2x2. Nó có thể là khối đằng sau như thế này, hoặc là nó có thể là khối đằng trước như thế này.